Em muốn đi làm. Muốn được đi làm. À, lo cho bà ngoại. Muốn có một cái công việc để lo cho má với lại mấy đứa nhỏ thôi. Dạ. Không có sợ vất vả, miễn sao có việc làm thôi. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại thôn Nước Nhĩ thuộc xã Khánh Phú của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Và cách đây 2-3 hôm thì có một trường hợp gọi điện nhờ sự giúp đỡ của Nhân. Và thì cái trường hợp đó là gia đình có một bé gái đã hơn 3 tuổi rồi, nhưng mà trong mình mắc rất là nhiều những cái căn bệnh mà gia đình thì người đồng bào rất là khó khăn, không có tiền để mà lo đau ốm bệnh tật cho bé mọi người. Vì thế mà hôm nay Nhân quyết định là Nhân sẽ ghé thăm gia đình xem thứ là hoàn cảnh của gia đình như thế nào, mình sẽ giúp được cái gì cho gia đình. Bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nha. Nói thật với tất cả mọi người là cái thôn Nước Nhĩ này thì lúc trước Nhân đi phát quà cho những hộ đồng bào rất lây á, thì nhìn thấy những cái hoàn cảnh trên đây khó khăn đó mọi người, đa phần là đi làm rẫy không à, có nghĩa là ai thuê cái gì thì làm cái đó thôi, không có dư. Chào em, chào cô. Có thấy bánh với sữa tặng cho mấy đứa nhỏ nghe. Em gọi cho anh hả? Dạ. Em đúng không? Dạ. Dạ, con chào cô. À, nhớ cô rồi. nhớ cô rồi. Đợt trước con phát gạo cho này nè. Dạ. Thấy cô mang ông nhóc này đây phải không? Dạ. Cái con này nó bị bệnh nè. Đây bị bệnh hả? Ừ. Quay tay chú bồng con nè. Trời ơi, sao nhìn mặt ngơ ngác tội nghiệp thế này? Thấy người lạ, con nít mà thấy người lạ. Em xíu đây em, anh hỏi thăm tí. Em tên gì ta? Cao Thị Mùi. Cao Thị Mùi hả? Dạ. Mở bánh cho mấy đứa nhỏ nè. Uống sữa đây nè. Sáng uống sữa chưa? Đây này, lấy sữa cho mấy đứa nhỏ uống đi. Tên là Cao Thị Mùi. Dạ. Rồi ông xã của em đâu? Bỏ lầu. Trời. Em bỏ hay là ông sẽ bỏ? Em... ổng bỏ mấy đứa nhỏ bệnh, ông cho bỏ luôn. Trời ơi, sao kỳ vậy? Lúc mà bình thường không sao, khi mà mấy đứa nhỏ mắc bệnh là... Để bé này xuống Nha Trang á, xong rồi bệnh, xong rồi cách khoảng 1 năm, xong rồi sinh được thằng cu này nè. À. Xong rồi ổng bỏ luôn. Trời đất ơi, mà...
ông xã của em bỏ em là chỉ vì cái lý do là con bệnh thôi, hay là có cái lý do gì đó nữa không? Không nuôi nữa đâu, hai đứa mà. Để ra mình nhắm mình để được mà nuôi không được hả? Ông đâu có làm gì đâu. Má, đây là má ruột của em hả? Má ruột. Bác gái năm nay nhiêu tuổi rồi bác gái? 64 tuổi. Em là ba đứa con này luôn hay là hai đứa thôi? Hai đứa. Còn bé này? Cháu. À đứa cháu hả? Trời ơi, rồi bình thường công việc của em là em đi làm cái gì? Thôi kêu đi làm gì làm chứ. Ở nhà không làm gì. À gọi là lao động tự do. Ai thuê cái thì gì thì làm cái đó. Còn không thuê thì cứ ở nhà chăm mấy đứa nhỏ thôi. Rồi đứa con nhỏ đứa này có bị bệnh gì nữa không hả? Chỉ có biết là thôi. Thôi bọn nó vô nhà nó sợ. Bọn nó nhìn mình nó sợ nó khóc luôn à. Thôi bọn nó vô nhà đi mày ơi. Mình cái mặt của mình cũng đâu có ác lắm đâu mà sao đứa nhỏ nó sợ mình dữ ta. Thấy lạ nó sợ. Đưa bồng bé gái này. Bé gái này năm nay bao tuổi rồi em? Còn 3 tuổi rồi. À hơn 3 tuổi hả? Dạ. Còn nhẹ cân thế ta. Được mấy cân? 8 kg à. À 8 kg hả? Bé là tên gì em? Cao Thị Thúy Ngân. Cao Thị Thúy Ngân. Dạ. Trời ơi tên đẹp dữ ta. Mà hôm bữa em nói với anh là bé bị bệnh gì? Tim bẩm sinh, thiếu oxy não, bị viêm phổi 1/4. Tim bẩm sinh. Dạ. Viêm phổi 1/4. Dạ. Thiếu oxy. Dạ. Oxy lên não á. Hình như là nếu mà bị tim á thì nó sẽ liên quan tới oxy lên não là cũng có khả năng nó liên quan tới tim. Em có những cái giấy bệnh án của bé không? Có. Lấy cho anh xem thử coi nè. Ngồi chú. Đây. Trời ơi. Anh chồng để hai đứa con ra, bây giờ thấy con bị bệnh không có đủ sức nuôi cái bỏ vợ luôn con nghĩ. Anh xem nè. Con bà Cao thì mùi nhiễm trùng sơ sinh. Rồi tim bẩm sinh. Thiếu oxy lên não nữa. Trời. À cái này thì cái siêu âm. Cái này thì phổi nữa hả? Đây nè. Suy hô hấp. Thiếu oxy, viêm phổi, hít phân su gì đây. Sơ sinh về tháng. Trời ơi. Nó có sinh năm bao nhiêu đây? Vào viện lúc 2018. À đây không bao nhiêu tuổi hả? À. Tái khám xong 1 tháng thì xong 1 tháng này em đi tái khám chưa? Lúc đó em cũng đi tái khám xong rồi đâu có ai chở xuống đi bệnh viện Nha Trang đâu. Rồi cuối cùng có đi không? Không, tới giờ luôn. Trời ơi, từ năm 2018 đi khám mà bác sĩ bảo bệnh rất là nhiều như vậy. Nhưng mà sau 1 tháng đi tái khám cuối cùng là không có người chở cái để bé nhà gì luôn. Rồi từ năm 2018 đến bây giờ là 3 năm, hơn 3 năm nay thì bé có đau ốm biểu hiện ra ngoài gì không? Bệnh biết à. Vậy hả? Bệnh xong xuống Nha Trang để thôi, bị viêm phổi. Sức đề kháng yếu. Cho nên là rất là dễ bệnh những cái bệnh vặt. Hơn 3 tuổi hả? Nhỏ xíu à. Biết nói chưa? Nói có lúc nói được, không có lúc không có nhớ. Vậy hả? Tội dữ ta. Nhớ gì? Hồi sữa cho bé uống em, cho nó uống sữa đi. Mới ăn đồ ăn hồi nãy. À mới cơm. Ăn hả? Mới ăn cơm hả? Rồi. Với những cái tuổi này mà ở dưới phố thì những cái đứa nhỏ giờ này là vẫn còn ăn cháo. Nhưng mà đối với đồng bào Rắc Lây trên này là cứ cho ăn cơm sáng trưa chiều tối phải không em? Yeah. Không có tiền hả? Rồi nó ăn cơm là ăn cơm với cái gì bà? Bà ra đây ngồi chơi nè bà này. À mà thằng cu kia nó sợ. Ăn cơm với canh chứ. Để hai rau rịa gì ăn. À cái rau rịa. Rau rịa là một trong những loại rau mà người đồng bào Rắc Lây gần như là nhà nào cũng sử dụng. Khi mà không có lương thực để ăn thì gần như là đi hái rau rịa đó mà giờ là chế biến làm món canh thôi em. Dạ. Cái rau rịa đó ngoài nấu canh ra thì em có nấu được cái gì nữa không? Nấu canh bồi. Dạ. Em Mùi năm nay bao tuổi rồi em? 25. 25 tuổi.
Hai đứa con, đứa lớn nhất là hơn 3 tuổi, còn đứa kia... 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi, vậy tính ra là ông xã với em là bỏ nhau là hơn năm rồi. Rồi lâu lâu có về thăm con không, ông xã? Không. Trời đất. Bỏ luôn, bỏ ngăn chị luôn à. Dứt khoát vậy đó luôn. Dứt khoát là bỏ luôn. Con cầm con đâu à, đâu có phải dân tộc đâu, có người dưới. Người Kinh hả? Ừ. Trời ơi. Có con. Nói là mình là trời ơi, người Kinh à, em quen người Kinh hả? Dạ. Rồi có đăng ký kết hôn rồi gì không? Không. Trời đất ơi, đúng rồi, nó bỏ ngang là đúng rồi. Lấy là phải đăng ký kết hôn rồi đàng hoàng chứ, mới mới cho lấy chứ. Ổng đâu có giấy tờ đâu mà làm cho kết hôn. Đôi khi có giấy tờ nhưng mà nó xạo em là không có đó chứ. Nhưng mà em quen ông xã em trong cái hoàn cảnh gì? Ừ? Em quen trong cái trường hợp nào? Trường hợp đó em cũng không biết nữa. Trời, quen nhau yêu nhau đến với nhau hai đứa con rồi mà không biết là đến với nhau trong cái hoàn cảnh nào luôn. Không nhớ là gặp ở đâu luôn. Hay là cái lúc đó nhậu say? Làm gì nhậu say? Trời, bé nhìn mặt dễ thương quá. Cái cặp mắt mơ 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 ấy. Trời, bánh hả? Thích ăn bánh không? Chú Khư bánh cho ăn. Ăn bánh không? Hử? Không biết nói, không biết trả lời gì nữa. Yeah. Vậy là ông xã của em Mùi là người Kinh. Đến với nhau chỉ ở như vậy thôi chứ không có đăng ký kết hôn. Vì thế đó là cái cơ hội mà để cho người ta bỏ ngang á mọi người. Không không có một cái gì ràng buộc ngoài hai đứa con hết, mà trong khi đó bây giờ hai đứa con là cái sợi dây đó mà kết nối tình vợ chồng, nhưng mà cuối cùng thì anh ấy cũng không không thể nào chịu nổi cái cảnh mà vất vả khổ cực thì mọi người biết rồi, cái cuộc sống của những người đồng bào Rắc Lây là rất là khó khăn đó, nhưng mà anh xã thì không thể nào chịu nổi sự vất vả, thế là bỏ vợ bỏ con đi luôn. Đi là không quay lại luôn em? Dạ. Cậu đi hơn năm nay không quay lại luôn. Hay là có vợ vợ mới rồi? Biết đâu à, em cũng không cần luôn. Không à, có con là, có hai đứa con là thủ thủy là cũng cũng đỡ buồn phải không? Dạ. Trời ơi. Vậy là em cũng muốn chở mấy đứa con đi khám mà không có phương tiện đi hả? Dạ. Hồi nãy bảo với Mùi, em Mùi ra đón mình mà bảo không có xe, mình phải tìm tới đây. Nói gì? Bé là có sữa đồ uống này đúng không? Không. Không, không cho uống sữa hả? Sao vậy? Có lúc đi làm nó uống có 1 hộp 2 hộp à. Làm gì có. Vậy hả? Đồ ăn nữa. Trong cái mùa dịch này em làm gì? Ở nhà là đi làm rẫy thôi. Làm rẫy hả? Ai kêu đi làm đâu. Cái hôm mà lên anh phát gạo đồ trên này nè. Mà chỉ gặp bác gái thôi chứ không gặp em. Em đi làm có 1 buổi à, người ta kêu đi làm có 1 buổi à. Ờ, đi làm là đi làm cái gì, em đi làm cái gì? Đi phát rẫy. À, ví dụ như rẫy người ta lên cây tùm, em lên phát cho nó trống. Mọi người thấy không, người phụ nữ của đồng bào Rắc Lây cơ bản là chịu khó. Nhưng mà bởi vì cái môi trường sống không có tạo điều kiện cho người đồng bào phát triển. Vì thế mà cái kinh tế cũng hơi khó khăn. Chỉ có ngoài làm rẫy làm nương rồi ra thôi chứ không có cái công việc gì khác á. Xưa giờ em có cái suy nghĩ là em sẽ đi làm công ty không? Có, nhưng mà vô người ta không có tuyển. Sao vậy? Tại vì người ta biểu mình đi học á, không có giấy bằng này. Hồi xưa em học lớp hết lớp mấy em nghĩ? Lớp 5. Lớp 5 hả? À. Vậy thì người ta yêu cầu là lớp mấy? Ta biểu lấy bằng lớp 11, lớp 12. Lấy bằng lớp 12 người ta mới nhận. Kỳ ta. Có một số công ty thì họ yêu cầu hơi cao, nhưng mà có một số công ty thì nhân nghĩ chắc người ta cũng không yêu cầu tới trình độ 12 đâu. Sắp tới có một cái khu công nghiệp nó mở ở gần đây nè, em biết không? Khu công nghiệp Sông Cầu á. Sao tới em có muốn làm ở đâu? Muốn chứ. Muốn hả? Dạ. Nếu em muốn làm thì chắc chờ anh mở cái doanh nghiệp ở đâu đó anh kêu em vô làm. Chắc chờ hơi lâu á. Đó. Chờ hơi lâu hả? Dạ. Trong cuộc sống của em có ước mơ gì không? Có chứ. À.
Em thử nói một cái ước mơ nhỏ nhỏ anh nghe thử. Ước mơ nhỏ nhỏ hả? À. Được đi chữa bệnh cho bé rồi. À. Làm ăn nguyện lắm. Thật ra thì ở Việt Nam mình có lâu lâu nó có những cái chuyến mà mổ tim từ thiện á. Anh thấy người ta cũng hay mổ tim từ thiện cho mấy bé mà hình như em không biết phải không? Ừ. Chi phí mổ tim rất là đắt mọi người. Nếu như mà không có một cái hội mổ tim miễn phí thì khi mà mình đi mổ thì cái chi phí rất là cao. Vì thế để mà nói chi phí mổ tim và chữa bệnh cho bé thì gia đình không bao giờ dám nghĩ tới. Thật sự mà nói vậy luôn. Nhà này là nhà nước xây cho nhà mình phải không? Yeah. Thế là cũng tốt rồi. Có được căn nhà che nắng che mưa và bằng bê tông thế là tốt rồi. Hôm bữa anh chạy lên đây một lần mà gọi em không được. Lúc đó đi làm rẫy hay sao vậy? Đi làm. À. 25 tuổi, hai người con. Chồng thấy con bệnh chịu khổ không nổi bỏ luôn. Anh vô anh thăm nhà em xíu được không? Dạ. Cho anh vô anh thăm nhà tí. Thấy bồng bí vô nhà mà tránh nắng, hanh nắng nè. Thiệt. Nên là cầm cái này cho đỡ mất nè, cái bệnh nè. Sao trên cửa ghi nhiều số thế, số đề à? Mấy đứa nhỏ mới đứa cháu lên trời. À, nó ghi hả? Dạ. Cửa này mở sao ta? Hư rồi hả? Dạ. Cái nào mở ra nó rớt luôn cái cửa không ta? Luôn ôi trời ơi, hư thiệt. Trời ơi, tưởng giỡn chứ. Cuối cùng là nó hư thiệt à nè. Nó muốn rớt rồi. Trời ơi. Đúng là hư thiệt rồi. Cái chốt là bị mục mình rớt luôn rồi. Chú có làm gì con đâu mà con sợ con khóc dữ hả? Nhà có được một cái tivi thời Napoleon. Dạ. Thường thì trên này gần như là nấu củi là nhiều. Cái bếp ga này chắc lâu lâu nấu phải không? Con không dám xài ga hả? Nấu bằng bếp củi hả? Mấy bà chị cho. À mấy bà chị cho hả? Cho rồi có mua ga dùng không? Lâu lâu, biết mấy tháng rồi mới dạ. Hết rồi mới... Lâu lâu mới dám xài hả? Dạ. Không bình thường là nấu củi. Dạ. À... Không người nấu ăn. Bánh đồng, bánh cành. Bánh cành này. Trời ơi. Qua đây ngồi nè em, qua đây. Chú không có làm gì con đâu, đừng có sợ. Đây đây, ngồi đây. Rồi bỏ chồng, ở quên lộn, chồng bỏ hơn một năm nay rồi, cuối cùng rồi, bây giờ có muốn lấy chồng nữa không? Chưa biết nữa. Chưa biết hả? Còn muốn lấy người kinh nữa không? Sợ rồi. Sợ người kinh không rồi không? Bây giờ tụi anh cũng là người kinh nè. Cái người nó lừa đến đây, nó thường khổ à. Ở bên nhà trước, cũng ở bên nhà ai biết. Thầy đưa nó đường còn y nhà ấy biết rồi. Vậy hả? Ba. Chồng bà đâu? Ông mất rồi. Ông mất rồi hả? Mà sao con không thấy hình của ông đâu hết vậy? Có hình. Sao là không có hình? Dạ. Thử liếc kìa. Lâu lắm rồi. À lâu rồi hả? Ngồi ở đây chú nè. Ông mất rồi. Vậy giờ còn có hai mẹ con hả? Với thằng em út á, con út nó đi bộ đội. À, có một người con đi bộ đội rồi. Ờ, thế con tốt. Thôi thì thế này nè, bác, em. Thì coi như là có cái duyên mọi người à. Tới thăm gia đình mà thấy cái hoàn cảnh bây giờ éo le quá. Chồng thì lấy chồng người kinh mà cuối cùng thì không có đăng ký kết hôn thì người ta bỏ ngang thì bây giờ cũng đành chịu thôi. Không có một cái sự ràng buộc về pháp luật, chỉ có sự ràng buộc về con cái thôi, nhưng mà cũng không thể nào mà níu kéo được đó, thì mình cũng đành chịu thôi chứ bây giờ sao không biết cách nào hết. Thì bây giờ thôi con ghé con thăm gia đình á, bây giờ con tặng cho gia đình một ít tiền
để mà gia đình mình mua sữa, mua đồ cho bé. Còn cái vấn đề mổ tim hay là cái như thế nào đó thì cái đó tùy vào, còn tùy vào sự may mắn nữa nghe. Nói chung là nếu mà có may mắn thì bé sẽ được mổ, còn như thế nào đó thì cũng sắp tới là tương lai thôi, cái đó vấn đề tương lai. Mình bây giờ mình lo hiện tại trước đã, cho bé uống sữa rồi ăn uống cho đầy đủ đây nghe. Coi nào, bây giờ Nhân sẽ trích tiền từ thiện của đâu rồi. Hôm nay thì Nhân xin phép là Nhân trích cái khoản tiền từ thiện của cô Chi 150 đô Úc, cô Thu cộng với anh Ni là 250 đô Úc, thì tổng số tiền là 400 đô Úc, là 6,5 triệu đồng. Nhân xin phép là Nhân sẽ tặng cho gia đình em Mùi. Bây giờ thôi bác cầm đi nghe, bác là người lớn trong nhà, đâu con đếm lại cho đủ đó nghe, cho để thiếu của bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 triệu. Cảm ơn. Dạ, đây là cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân ở Úc. Cảm ơn cô Chi, cô Thu, anh Ni đã gửi cho Nhân cái khoản tiền quỹ này để Nhân đi giúp những cái gia đình khó khăn. Em ơi, thì em ngoài cái mong muốn chữa bệnh cho con ra thì em còn cái mong muốn gì nữa không? Ước mơ gì trong cuộc sống nữa không? Em mong muốn, em muốn đi làm. Muốn được đi làm. À, lo cho bà ngoại. Muốn có một cái công việc để lo cho má với lại mấy đứa nhỏ thôi. Dạ. Không có sợ vất vả, miễn sao có việc làm thôi. Dạ. Thì nếu mà đi làm công ty thì làm sao mà vất vả bằng đi nương đi rẫy được. Lên nương lên rẫy làm cực lắm mọi người, không phải đơn giản đâu. Thôi bây giờ thế này nè, con ghé con thăm gia đình xíu gì đó là con biết rồi, hoàn cảnh gia đình rồi. Thì bây giờ, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Vậy thì hôm nào anh có dịp anh đi ngang lên thôn Đức Nhĩ thì anh ghé anh thăm gia đình nha. Dạ. Còn bây giờ thì anh xin phép anh đi về nha. Dạ. Cố gắng nha. À, cố gắng nha. Dạ. Bữa nào biết đâu được có cái công việc nhìn hợp lý thì biết đâu được mình sẽ giới thiệu cho em đi làm. Dạ. Có kinh phí lo cho gia đình. Đừng sợ chú nữa nghe. Nha, đừng sợ nghe. Thôi con xin phép con đi đây nghe. Anh đi đây nghe. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Và sau khi mà ghé thăm nhà của em Cao Thị Mùi á, người đồng bào rất lay á mọi người. Thì mình nhìn thấy cái hoàn cảnh của em thì khó khăn quá. Mẹ đơn thân mà trong khi đó hai đứa con, mà một đứa thì mang trong mình rất là nhiều những cái căn bệnh. Thì bất đắc dĩ lắm thì em ấy mới nhờ với sự giúp đỡ của mình. Mà mình thấy một cái mơ ước rất là nhỏ nhoi khi mà em ấy nói ra, mình cảm thấy rất là xúc động là mong muốn con của mình được chữa bệnh và có một cái công việc để mà kiếm tiền lo cho gia đình. Thì có lẽ là video này cũng xin phép là Nhân sẽ kết thúc nha. Một lần nữa Nhân cảm ơn những cái Mạnh Thường Quân luôn luôn đồng hành, đứng đằng sau lưng của Nhân để mà Nhân có cái cơ hội để mà đi giúp những cái mảnh đời khó khăn như thế này. Thì một lần nữa Nhân xin cảm ơn. Và nếu mà xem video của Nhân thì mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.